Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về cơ hội và thách thức của tuổi Giáp Tý năm 2021. Về cơ bản, bạn vẫn phát huy được sở trường của mình, được cấp trên yêu mến và tôn trọng. Việc hợp tác với đồng nghiệp, đối tác diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chịu một số ràng buộc nhất định, không thể tự do làm mọi việc theo ý muốn của mình. Nhân duyên phát triển tốt, trải qua một vài khó khăn, trắc trở. Bạn có thể nhận ra ai là bạn bè thực sự tốt hoặc đem lại tác động tích cực với mình. 1. Nam sinh năm 1984 có những cơ hội và thử thách nào? Cơ hội trong năm Tân Sửu, tuổi Quý, bạn có thể kết hợp làm ăn với người tuổi 1984 hoặc người tuổi 1992. Những tháng 3, tháng 9 âm lịch là tháng tốt nhất để tiến hành khởi sự những công việc quan trọng. Thách thức theo vận mệnh tuổi Giáp Tý năm 2021, nữ mạng, công việc kinh doanh làm ăn trong năm này không được tốt, mọi sự thay đổi trong năm chủ yếu bất lợi. Năm này không nên sửa sang, xây cất nhà cửa, cũng không nên mua nhà cửa đất cát. 2. Nữ sinh năm 1984 có những cơ hội và thử thách nào? Cơ hội: nếu có dự định sinh con năm Tân Sửu thì quý bạn có thể thực hiện. Bởi theo tử vi, tuổi Giáp Tý năm 2021, nữ mạng, đây là năm bình thường, an ổn, tuy không nhiều may mắn, nhưng cũng không có hình thái xung khắc. Những tháng tốt trong năm Tân Sửu, người tuổi Giáp Tý nữ mạng nên tận dụng là tháng 3, tháng 9 âm lịch. Tử vi Giáp Tý 1984, năm 2021, hung cát đan xen, nhưng cát nhiều hơn hung. Cần chủ động thay đổi để nắm bắt thời cơ thăng tiến trong sự nghiệp hay thăng hoa trên con đường làm giàu. Thách thức: đặc biệt chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Trong năm, quý bạn dễ ốm đau, bệnh tật, hạn chế di chuyển hoặc thay đổi công việc làm ăn trong năm này vì chủ về thua thiệt hoặc thất bại. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.